Đông Phương, hiện mình đang là học viên của WeSet. Em tên là Nguyễn Thị Khánh Huyền, hiện tại em đang là sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, các anh chị rất là nhiệt tình support cho mình. Như là khi mình vào thì sẽ có người hướng dẫn mình lên cái phòng để thi, xong rồi cái chị trong phòng cũng sẽ hỗ trợ cho mình. Ví dụ như là khi mà mình hết giấy hay là mình cái viết của mình viết không được hay sao đó thì chị sẽ sẵn sàng đổi cho mình. Dạ, có một chị hướng dẫn làm bài thi thì chị hướng dẫn khá là kỹ và cũng hỏi các học viên mỗi lần mà thay bút hoặc là các thứ, nói chung là cũng support khá là nhiều. Về lợi ích thì nó tạo cơ hội cho mình để tiếp cận với cái đề thi, được có thời gian để làm đề thi hơn. Tại vì khi mà ở nhà thì mình cũng có thời gian để làm, ví dụ như written test, nhưng mà mình không có làm một lần 4 tiếng đồng hồ tất cả 4 kỹ năng được. Mình không có cơ hội để làm, chỉ có khi thi thử tại WeSet thì mình mới có cơ hội để trải nghiệm được cái đề thi gần giống như thật như vậy. Cho nên là nếu như có cơ hội thì lần sau thì mình vẫn sẽ tham gia cái thi thử của WeTest. Em nghĩ là đầu tiên thì chắc là mình sẽ biết được thực lực của mình nằm ở mức độ như thế nào. Và thứ hai nữa là mình có thể có một cái không khí của phòng thi thử, của phòng thi thực sự ở ngoài đời nữa ạ. Nên em nghĩ là đó là hai cái mà mình có nhất khi mà mình đến tham dự một cái cuộc thi thử. Dạ có, nếu như mà lần sau em có thời gian, em có cơ hội thì em cũng sẽ tham gia cái cuộc mock test của WeTest nè. Trước khi quyết định để thi thật thì em chuẩn bị tâm thế để đi thi thử. Vì vậy nên là em tìm đến WeSet thì cũng là một cơ duyên thôi. Vì vậy nên là em nghĩ là trong tương lai thì chắc là em sẽ quay lại thi thử.